Xin chào tất cả các anh chị em đam mê lan rừng. Nay thì em rảnh và em đi thăm một vườn lan, một sân chơi nhỏ nhỏ của một chú ở tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đây là một cái khuôn viên chơi sưu tầm, tức là một cái góc nhỏ đam mê thôi. Thì hôm nay thì kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng cũng xin phép được thực hiện một ekip, một video clip nhỏ nhỏ giới thiệu tới toàn thể anh chị em dòng phi điệp. Đây là hầu như là hàng Cao Bằng thôi và được chú Bình, chú tên là chú Bình chăm sóc rất là kỹ lưỡng và phải nói là rất là đẹp, và khẳng định được cái tên tuổi cũng như là cái thương hiệu và cái cây dòng phi điệp Cao Bằng. Kính mời toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm phi điệp. Thực tế là nói là tác phẩm thì cũng không phải là tác phẩm, thì nó phải vô cùng khủng khiếp cơ, nhưng mà đây thì theo em thì em là cũng là một người trồng lan và một người chơi lan và một người đam mê lan rừng, thì đây em theo em thì đây cũng là những cái tác phẩm đẹp rồi. Anh chị em có thể chiêm ngưỡng những cái dòng phi điệp Cao Bằng. Đây thì hầu như là chưa có mặt hoa đâu, và các anh chị để ý này, Mình chẳng có bằng được. em nhờ nhờ em nhấc cho anh một cái giò mà em tặng chú Bình ấy ở tít ngoài đằng kia kìa. Không, ở đấy cái giò em tặng ấy đấy, đây là cây năm cánh trắng Cao Bằng đây. Cây này là cây bong hay à chú Bình ơi? À, đúng rồi, cây bong hay đúng không, nhìn thân lá nó giống giống cái bong hay. Ok, đó. Giới thiệu với toàn thể anh chị em, đây là những cái dòng phi điệp Cao Bằng mà được chú ấy chú trồng này. Cây này em giới thiệu về cây này nhé. Cây này thì được một người cháu, tức là một người bạn của em, cũng rất là thân thiết với lại kênh Hoa Lan cũng như là vườn lan Trung Mã, tặng chú ấy một cái cây. Trước là tặng một cái kiki đây này, đấy một cái cây cây gọi là một cái kiến con này. Đấy, mà cái kiến con này lúc bạn ấy bạn tặng chỉ có một mẩu dài tầm khoảng chỗ này có khi không đến được 5 cm, và chú ấy chú nuôi 1 năm ạ. Chú nuôi 1 năm ạ. Nó rất khỏe và nó đẻ nối hai thân ở hai bên, và cái thân chính của nó đây, tức là cái thân chính, tức là cái thân mà nó phát triển phát nhất đấy, một gang này, hai gang này, ba gang này, hơn 80 cm nhá anh chị nhá. Cái đấy cũng là kỳ năm một đấy á. Kỳ năm 2 rồi, nhưng mà kỳ năm 1 nó chỉ bằng này thôi. Ôi rồi. Kỳ năm 1 chỉ được khoảng 5 cm thôi. Đây, kỳ năm 1 đây, năm 2 kỳ đây. kỳ năm 1 đây các anh chị nhé. Kỳ năm 1 đây, nó là một mẩu đấy ạ. Là một mẩu chưa đến 5 cm nhé, khoảng 4 cm. Và sau ấy khi mà vào tay của một phản em thì cảm giác như là một nghệ nhân rồi, ở trên Cao Bằng là một nghệ nhân rồi. Đấy. Trồng một cái từ một cái kỳ mà chưa được nổi 5 cm ạ. Và hiện tại bây giờ thân kỳ năm 2 của nó đã được à, chỗ này cây này phải đến hơn mét này. Khủng khiếp. Đấy. Hơn mét mà hiện tại bây giờ mới bắt đầu có hiện tượng chớm thắt ngọn và cây bắt đầu phình. Thì em sẽ cập nhật thường xuyên về cái cây này, về 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 cây này. Đấy, chắc chắn cây này sau khi thắt ngọn nó sẽ còn rất là phình to và sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là khẳng định thương hiệu cũng như là tên tuổi dòng phi điệp Cao Bằng. Chưa biết mặt hoa như nào nhưng về thân lá như thế này thì chắc là rất nhiều anh chị em cũng biết rằng là cũng chơi cũng rất ok rồi đúng không ạ? Đấy, rất là ok rồi. Đây. Đó. Đây là bốn cái giò mà em mới nhấc xuống để ghi video làm mẫu thôi. Ngoài ra thì ở trên này thì đây em cũng sẽ lướt đi qua một vòng cho anh chị em xem qua nhé. Xem qua tất cả những cái giò lan mà chú với chú trồng, chú chăm bẵm ở đây. Đấy, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Và hầu như góc bên này là hầu như toàn phi điệp thôi ạ. Anh em có thể nhìn thấy một cái cây nó dài, cây đấy nó dài 1,8 m, cũng là đây là một cái khóm kiến rừng nhá. Đây hàng xổ số nhá, là một khóm kiến rừng này. Đấy. Nhìn cái thân khủng khiếp không ạ? Như ấy cần câu cá mập ạ. Thôi em. Đấy. Và chú ấy trồng rất là giá thể này, thoáng này, sạch này. Chủ yếu là vỏ thông với lại một ít rêu rừng lên trên mặt này. Vỏ thông này là vỏ thông thường thôi nhé, không phải vỏ thông orchid, không phải ochita, không phải vỏ thông xịn kia đâu, vỏ thông thường và một ít rêu lên trên, một ít phân Mỹ. Cái này là phân Mỹ chắc chắn rồi, trắng này phân Mỹ, và tưới nước độ ẩm hàng ngày thôi. Và những cây rất là phát đấy. Ngoài kia có một cây phát đấy, có rất nhiều cây đẹp luôn.
rất là nhiều cây đẹp. Đó, đây là cái khu Phi Điệp và em hướng vào cái khu quan trọng nhất, tức là khu mà anh em hiện tại bây giờ đang đam mê và chơi nhiều nhất, tức là khu Phi Điệp. Đấy, thì chút nữa thì em sẽ giới thiệu với toàn anh chị em còn thêm hai khu vườn đam mê của chú ấy nữa, thì sẽ giới thiệu tổng quan cho anh em cùng cùng xem qua, cùng tham quan qua vườn của chú Bình. Nay thì em cùng đi cùng bạn có nick Facebook là bạn Nông Hồi, bạn ấy công tác ở tỉnh đoàn, nhờ bạn ấy cũng được biết tới vườn của chú Bình. Đây, gửi lời chào đến khán giả đi. Ok, chút nữa thì em sẽ dẫn các bạn đi thăm thêm hai cái khu vườn nữa của chú Bình nữa nhé. Bây giờ thì em xin phép được tạm dừng video và em sẽ treo những cái giỏ lan của chú ấy lên đã. Đây, giới thiệu với anh chị em yêu lan, đây là vườn thứ hai của chú Bình. Phải nói là chú ấy là một người rất là tâm huyết và một người rất là đam mê hoa lan rừng. Cái góc nhỏ bên đấy là hầu như 100% là Phi Điệp. Còn bên này thì cũng giới thiệu nhanh qua cho anh chị em biết là đấy, cái không gian khuôn viên này là có gồm có 2 tầng, 2 sàn là gồm các loại phong lan rừng. Và qua màn ảnh nhỏ thì cũng có thể anh chị em có thể dễ dàng nhận biết được các loại phong lan rừng, từ phong kiếm địa giáng hương là có hết nhé. Và bắt mắt nhất là cái giò đai châu này. Đấy, hiện tại bây giờ đang có hoa rồi đây này. Rất là thơm ạ, rất là thơm. Ở đây là cái châu rừng nha anh chị em nhé. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòi hoa này, rất đẹp ạ. Đấy. Ngoài ra thì chú ấy còn trồng sơn thủy tiên, cả chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc ở trên ạ, em sẽ không lên trên nữa, bởi vì là sẽ rất là mất nhiều thời gian của các bạn để xem, để chúng ta chỉ xem qua như vậy và cảm nhận được là cái thú vui cũng như là cái niềm đam mê nó lan tỏa khắp tất cả mọi giới, từ già đến trẻ, từ những người nông dân cho tới anh chị em tri thức. Đó. Rồi, đây là vườn thứ hai. Đó. Chú ấy rất là ấy, bắt mắt nhất là giò trâu này thôi. Còn lại thì các loại phong lan rừng được chú ấy trồng rất là nhiều này. Và sau đây thì xin mời khán giả đến gặp gỡ trực tiếp đó, đây là đã có trà rồi, rượu trà rồi. Vâng ạ, đây là cái khu vườn cuối cùng mà em muốn giới thiệu với khán giả và toàn thể anh chị em yêu lan. Đây là khu ươm ki, có thể nói là khu này là khu nhân giống, được cả chú ấy trang trí và cũng như là bố trí rất là khoa học và cân đối. Ở trên là che bằng mái nhựa hết, đấy, toàn bộ là mái nhựa. Và ở đây chúng ta thấy có cả trúc Phật Bà đó, một cái khuôn viên chơi, một cái góc nhỏ đam mê, phải nói là đam mê thực sự, và một cái cách trồng chăm sóc rất là hay, và môi trường để tạo cho những cái cây phong lan phát triển cũng vô cùng lý tưởng. Thì các anh chị xem hết video có thể là tham khảo cách trồng của chú ấy qua hình ảnh, qua video. Thì cuối video em chẳng biết nói gì hơn, xin được gửi những lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn, những anh chị em đam mê lan rừng cả nước. Và em cũng xin phép được khép lại video giới thiệu mô hình hoa lan của một người chú tại thành phố Cao Bằng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video tiếp theo ạ.